8 nè, 7 nè, Vậy được 2 cái ông 6 nè. Nguyễn là 21. Đó, ok. Ok, cố lên. Yes. Rồi, đào được rồi. Đậu phộng nó nữa ra rồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ quay trở lại với Minecraft sinh tồn tập thứ 25. 25, ok, thì trong tập trước mình và Bami đã chế tạo được thuốc một nhìn thuốc. Trong bóng tối và thuốc thở dưới nước. Nhưng mà mình quên mất là hình như các bạn nói là mình làm thêm thuốc nhanh nhẹn. Ủa, nhanh nhẹn bữa là chưa làm hả? Ừ, mà thuốc nhanh nhẹn, ơi, thuốc nhanh nhẹn gì mà hư cấu vậy? Thuốc nhanh nhẹn cấp độ, cấp độ 2 hả? Ok, mình hiểu rồi, cấp độ 2 nè. Mà khoan đã, thuốc tốc độ là nó cần đường. Ô mẹ, nó cần đường. Nó cần đường hả? Ừ. Đường lấy từ mía kìa. Vô lấy đi, ra lấy đi cu. Mía, ủa mía hình như là mày có làm ở trong trong nhà rồi mà. Làm trong nhà gì? À, có thu hoạch cái nùi về cho mày ăn mà mày không chịu ăn á. Thì đó. Coi chừng nó thúi rồi nghe. Thuốc nhanh nhẹn thì chắc là mình sẽ ok, cần... máy lóc mía luôn nè. Chắc là mình sẽ cần 6 chai thôi là đủ. Áo, mình okay. Làm hình 9 chai luôn rồi, thiệt cần chứ. Ok, và mình và Mami đã cuối cùng đã có được 3 cái phần thuốc nhanh nhẹn và một ít thức ăn rồi. Đây. Thì bây giờ là mình sẽ trời có rồi, ba đi ngủ đi. Mới sáng á bà, trời đang mọc mà. Ủa mới sáng hả? Ừ. Ủa có làm suốt đêm tao không biết luôn á. Tao nhớ tao mới dậy mà. Có không? À nó lặn mày. Ôi trời tối chứ ba, nghĩ sao vậy, thôi đi vô. Nó chạng vạng rồi ngủ quá. Ủa thì cần chứ. Nó kia là dành cả thanh xuân để ngủ. Thì đúng là không ngủ sao có sức. Ngáy đi ngáy đi. Phải ngủ. Rồi ok vậy. Đi thôi. Rồi let's go. Ra đặt cái thuyền trước đi ba, ra đặt cái thuyền trước đi. Ra đặt cái thuyền ra đi. Ok, mày biết định hướng không cu? À, tao cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Để tao dò thử coi local. À, thành. Tao không biết nó là gọi là cái gì luôn á. À, đi đâu vậy ba? Từ từ đã có xíu. À, My Sharp Monument. Ô, thật tình mình cũng biết gọi nó là cái gì nữa nên thôi. Ê, để tao lái cho ba đi ra đi ba. Vậy? Để tao lái cho đi ra đi. Á, thằng nhiều chuyện. Ok rồi, lên. Ủa, tao bấm lộn nút coi. Đi lên đây nè, lên. Ngộ ghê, thiền. Rồi, let's go. Và bây giờ là mình vào sẽ đi du ngoạn trên sông nước, ở sông biển. Bây giờ là mình sẽ đi sông rồi còn biển nữa chứ, sông nước đang nó đúng rồi, đâu có sông biển. Thì bây giờ là tao với mày sẽ đi xa ra cái chỗ này một chút nè, đó. Ok, đi xa ra để kiếm được cái chỗ hướng này là hướng ra biển nè. Chỉ cần ra cái biển thôi là khả năng mà thấy được cái đền của nó rất là cao. Chỗ nào? Cái đền á. Cái lâu đài dưới biển. Nhìn đó. Thấy cái đền rất là cao. Khả năng thấy được á là nó cao. Ừ, đứng ở trên nước nhìn xuống tại cái đền này nó cũng sát nè, mặt nước mà đúng không? Ừ, hiện tại bây giờ á là nó Ủa? Đang ra cái version 1.13 rồi. 1.13 nó rất là đẹp, đại dương nó rất là đẹp, nhưng mà chắc là mình nghĩ từ từ là mình sẽ lên tại vì nó mới ra nên là mod này nọ nó chưa có nhiều. À 1.13 chấm mấy hả? Ừ. 1.13 thì biển đẹp lắm, biển mà có mà phải nói biết, là có rong không rêu. Không biết nó có bị lỗi gì không, sợ nó bị đít rồi nó bị thoát ra ngoài nữa. Rồi cá này nọ nữa. Ok, hình như thuốc hết tác dụng rồi mày ơi. Ta thì nhìn hết xuống rồi. Dưới nước tới thui rồi. Thì hết quá 8 phút rồi muốn gì nữa. Ừ. Ok, yeah. Bây giờ là mình chưa biết phải đi hướng nào luôn. Lâu đài với đi biển. Nhìn xuống mặt nước nó hơi khó khăn xíu tại vì thì mày uống nước, mày uống thuốc vô là mày thấy được liền à. Nhưng mà cần gì mày đứng trên này mày đủ thấy rồi. Ừ. Quái mưa rồi kìa, tắt mưa. Ok. Đuổi mưa đi. Rồi bây giờ Vami nó sẽ thành pháp sư nó đuổi mưa. Umbala, mưa hãy dẹp đi và cho thời tiết trong lành tới. Ok, và okay, vẫn chưa thấy cái gì đặc biệt ở khu này cả. Chà không biết là có chừng nào luôn ấy. Tới một mít. Vãi cái một mít. 2000 year later. Vãi rồi. Ok, 20 đi cho nó đẹp. Đó. Ok, vẫn không phải chỗ này. Có cái thấy rồi nè. Yes. Đâu. Kìa thấy chưa? Từ từ.
Rồi, mình nếu như mà muốn chuẩn xác hơn á, cái này là nó sẽ có những cái con cá bảo vệ á. Rồi rồi, ok, ta thấy rồi. À, nó đó, tòa lâu Hình đài như dưới đáy nó đúng biển không? kìa, nó Nó kìa, cây có miếng cối cá kia bảo nhưng mà vệ ta kìa. phải mường tượng ra nó. Uống thuốc vô cô, uống thuốc vô. Chết Nhìn cha, quên thuốc mang thở dưới nước, thuốc nhìn trong bóng tối. thuốc nhìn trong bóng tối nè. Ok, thuốc thở dưới nước nè. Yes. Một Ok. cái thuốc thở dưới nước. Một cái thuốc nhìn Ok. trong bóng tối. Giờ nó chỉ Wow, còn là hạt quá dưới đẹp nước. luôn. Chưa gì Cái là gì? mình đã thấy được mấy cái con cá mà. Ôi mấy con này cũng kinh khủng lắm ấy. Rồi, chuẩn bị bơi xuống dưới nha cô. Đợi 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 Một. đợi xíu. Khoan, để cậu uống thuốc nhanh nhẹn cho thử xem nó có tác dụng gì không. Ok, mày uống trước đi. Rồi, cậu Wow, uống chỗ rồi này nè. thật là tuyệt vời. Rồi nè, Ê, sao mày một. đứng xa xa thế, mày đứng gần dưới vậy? Một, hai, ba. Hai, ba. Xuống luôn. Ôi, có mấy con cá gì nhìn ngộ mày. Nó chưởng mày á, chạy nhanh lên. Biết rồi, Rồi, không có xong mua tao cho bị mày cá dính gái chưởng để cho rồi, mắc thiệt tình lỗi. chứ, đậu phộng. Mấy cái Cá con mập mạp. quỷ. Ok, Mày tự á chủ con. á. Đừng, có chân nó đập nó. Đấy, mày đi ra, mày đứng trước mặt tao chi ba, thiệt tình chứ. Ê, ê, quậy phá Mày tôi, bưởi, đông quá mày vậy. bưởi, mày bưởi, mày bưởi. Ok, chui vô đây trước đi, tính gì tính. Ê, mấy cái cục gì nè. Tao ăn cái đã, đợi xíu. Ok, mình chỉnh vô góc nhìn một đây. Ủa nãy giờ mày chưa chỉnh góc nhìn một hả? Tao chỉnh góc nhìn ba cho nó cute. Ai không được rồi, hiện tại bây giờ tao với mày đang bị con kia nó ám rồi. Ê, không có đập dưới nước được mày. Không, đang 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 bị ám rồi, đào chậm 3 lần. Đang bị con quỷ kia ám rồi, nó ám nhanh lắm. Ủa, phải vậy. Ám 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 Bây giờ vô đây là nè. giết mấy con này Đập trước dưới. đi, tạm thời giết mấy con này trước đi. Là hụt mít luôn. Rồi, con này máu trâu quá. Ao, đừng có đập tao thằng Ây khỉ. da, sao thì đứng kế bên. Ui ui ui, nó đập cái kia. Chạy Dạ đi, chết chạy đi, rồi, chạy đi, chạy nó đi. miếng máu vô Wow, đó. trên này đông quá vậy. No. Mày đập tao ạ. Mày đập mày Nào mày tao đập có bắn tao mày súng chạy đi được đâu? mày. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Còn thách mày chạy luôn á. Mày ngon mày chạy đi. Mày ngon mày chạy đi. Mày chạy hả con? Trời, Quốc con mày kia nó tự không ý hả dài không bệnh gì ghê trời. thôi. Ủa sao tao đi chậm quá vậy? Ui, coi lên được phía trên này. Ê, qua đây nè, cứu qua đây nè, qua đây nè. Mày 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 à bưởi. mày Mày à bưởi. Ok. Ra Ôi, đây. cái gì đông quá vậy? Tao chơi với mày luôn nè. Mày đang ở đâu Mày ra vậy? đây. Tao bê cái tao đi, tao bê cái tao đi. Ok. Ok, Rồi, đây hình như nè, tao đang ở qua đây bên nè, kia qua đây cá nè nó ba cắn mày. tao quá trời. Mày cầm kiếm hay tao cầm cung cho? Không, dưới nước bắn cung không có được. Nãy tao bắn chết hai con hả ba? Ồ vậy hả, con nào đứng gần vậy? Ủa sao mày bơi xuống dưới đó được? Đâu bơi xuống dưới đó được đâu phải không? Đúng rồi. Được. Nhưng mà bây giờ bị dính cái đào chậm nè, bực mình thật, cái con quỷ kia. Bơi xuống lại đi, Sao bơi xuống cơ? lại đi, bơi, đi ra ba đi, đi đi. Ủa, tao có cái cuốc đào nhanh với cái cúp đào nhanh như nước nè ba. Tao cũng có nè mà có đâu đào được đâu. Để con đào nhanh như thế nào. Cũng vậy à. Không không bể được cái gì luôn á. Bị con kia hành rồi. Dưới này có con nữa nè, xuống đây. Ok, mày cầm kiếm mày, tao đập nó cho, tao bắn nó cho. Ủa nó đâu à? Đây Ôi nè, đây nè. ơi, tao bị hút xuống dưới rồi. Mày à bưởi. Ôi, hóa ra cung bắn nhanh hơn Mày ấy chứ. mày mày bắn mày hút gì Ok, người cung ta đứng gần vậy? bắn được nè. Yes. Thì bắn được mà. Cung đứng Mày, gần bắn ôi mẹ, được. chết đó rồi, chết đó rồi, chết đó rồi. Ok, tao cũng bắn nó cho chết rồi. Yes, bây giờ có cung là Ok. ngon rồi. Bây giờ quan trọng là phải tìm ra được con kia kìa, con kia nó mới quan trọng. Oai, ra ngay ngoài cửa rồi, thiệt tình chứ. Chạy sao ra chảnh luôn vậy? Ai Lên biết? lại, lên lại nè, lên lại nè. Ta đang à. Mà chia ra đi. Đi kiếm, đi khám phá chứ đúng không? Chia ra nha, có gì hú Ok, nha. vậy tao chạy lên trên đây, tao đi vòng Ôi, vòng ở cái đây có con kia vàng cho mày nè. không? Cái gì? Ở đây có vàng. Đúng rồi, có mấy cái khối vàng á. Nhưng mà bây giờ đâu có gì đâu mà bắn được. Quan trọng là mày có đào được đó thôi không? Ơi, cá nè, Ok. đứng nó mặt ngu nè. Mặt ngu đứng Mày làm à gì vậy? con. Mày à con. Mày à con. Cá mặt Ra đây. ngu. Ra đây. Cá mặt Mày ngu ra thì đây coi. luôn. Mày chạy. Ôi nó cong đuôi nó chạy cả. Ôi, Này thì cong đuôi con này thanh niên bự chơi á, chết biến tao, thúi. chết tao. No. Cái gì vậy? Nó hút ghê quá, nó hút ghê quá. Ủa? Ở đây có cái gì coi? Ok, bây giờ là mình không bây giờ mình không đập được. Khổ thật. Mày lụm được vàng mà mày không đập được hả? Không phải là vàng nhưng mà bây giờ là tao có áo con nào vậy? Ôi điếm thui. Trời ơi, bắn yếu xìu rồi ông ơi. Trời ơi, nó bắn xa không được thế mới đau chứ. Đúng rồi, bắn xa không được, nó cụp dưới đất luôn. Ê, mày hút cái gì của tao vậy? Hút cái gì? Đừng. Có đâu có hút gì đâu.
đâu ta kêu thằng cá đó, thằng cá nó hút cái gì ôi má ơi sao mà chỗ này đông như vậy, chu cho ba bốn con lượt cha, sao con này nó lại biến rồi nữa rồi. Ok chết đảo phỏng đào chậm nó lên nữa rồi kìa. Vô gì ôi không lẽ về phải lấy hộp sữa trời. Gì hộp sữa vậy? Sữa bò. Sữa tươi. Sữa bò. Thôi phải sữa bò. Ừ chỉ có sữa bò nó mới làm mất cái này được. Mất phù phép á hả? Ừ nhưng mà nó mất hết luôn á, nói chung là mất lại mất hết luôn á. Thôi vậy chia tay đi ba. Sao vậy? Mất hết rồi tao hôi thôi, thấy đường sao thở nước. Thì mày uống thôi, uống tiếp. Ờ rảnh quá được mấy chai mày uống chừng 2-3 lần hết trơn. Ok, nói chung hiện tại giờ có tìm được cái này nhưng mà có không làm ăn được cái giống gì hết. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày tưởng gai nhiều tao sợ mày hả? Gai ok nhiều, gai nhiều. Ê Vami đứng đợi nha, để có về có lấy sữa bò cho. Ừ lấy đi. Chết cha rồi, bây giờ mình không biết mình có lưu cái điểm checkpoint ở nhà không nữa, thế mới đau đây. Ok đây là một phút cho fanart. Fanart lần này là của hai bạn, à bạn Đinh Tuấn Đạt, bạn vẽ cho mình là cái wow hình như là cái skin Minecraft của mình, nhưng mà lúc này là đang mặc full bộ giáp mà thấy giáp skin cái gì cái chi gì IK là gì cha. Cái là kia mới đúng chứ, nhưng mà thôi kệ, chắc là bạn vẽ cái chữ K ở giữa nhưng mà chữ Y chứ chữ A hai bên cho nó gọi là đồng đều thôi. Còn bạn Nguyễn Trọng An, bạn vẽ cho mình cái skin của mình và skin của Vami đang chơi skin Minecraft luôn. Ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào thì cứ gửi vô phần tin nhắn của fanpage, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Vậy là nó còn ráng đi, lát sau này tao làm thịt cá cho ăn. Tao có bắt được mấy con cá nè. Ở đâu mấy con? Tao thích ăn canh chua cá dưa hồng hay là ok, có 6 xô nè, có 6 xô nè, để có lấy xuống có múc thử coi có xô gì không. Bà ơi, nó đi chậm dễ sợ. Ok. Sao đi hồi lẫn quẩn với đây hoài trời. Quan trọng là bây giờ là mấy cái xô sữa. Tại vì con kia là nó không có tấn công mình liền mà nó phải có một khoảng thời gian thì nó mới tấn công mình được. Trời ơi má ơi, mấy con cá này nó hắt xuyên tường rồi ơi. Ok, sữa. Yes, có sữa rồi nè cu. Ok. Mày lấy sữa bằng xô hả? Ừ, lấy sữa bằng xô. Ok, trước khi bây giờ là mình sẽ uống này vô trước. Để mà mình vượt tới, để mà mình chạy tới thằng Vami. Ê, trời má hú hồn con cá bắt nết. Ok, mày đâu rồi cu? Đây, đẹp trai đây. Nè, sữa nè, uống vô nha. Rồi. Rồi, đi. Ôi, uống cái sữa gì? Vô hả? Phú hồn. Xích ra. Uống sữa vô hả? Ừ, uống vô đi. Ê, hiện tại giờ mày chưa bị mà. Cứ uống đi. Ok. Để coi thử, bây giờ cái hướng đi qua lại chỗ kia nằm đâu. Mày bắn nó dùm tao cái đi, coi chừng tao bị con kia nó hốt xác bây giờ. Ta đang cần quay lại cái chỗ cái hộp đựng vàng hồi nãy. Okay. cái hộp vàng hồi nãy mà nó đâu mất tiêu rồi. Đào được không? Được. Rồi, xong cái bị ăn hành rồi, đậu phộng. Ủa nhanh nhẹn là cắn được nó hả? Không phải, mày uống sữa vô là coi như mày mất sạch luôn á. Bởi vì tao đâu có uống. Uống đi. Ờ thì mày coi uống không được. Tao đâu bị đâu, tao uống. Không, mày bị á, mày đang bị cái đào chậm mà. Đào chậm hả? Ừ, mày bật lên nè, nó không đào chậm cấp độ 3 luôn mới ghê chứ. Ở đâu? Ở chỗ cái cây sẻn của mày hả? Cái e đó mày bật chứ e lên là mày sẽ thấy. Đào chậm mày ba. À con. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chứ điên. Ủa? Ê tao còn nữa nè. Còn nữa nè. Yes. Không phải chỗ này rồi, bây giờ là mình phải chạy qua chỗ khác mới được. Ok. Trời ơi, tao hết năng lượng rồi. Giờ tao phải uống lại thở ra đào dưới nước cái loại. Đúng rồi, uống đi không là chết á. Nhìn trong bóng tối đi. Chạy đi đâu? Uống cái ống đó. Chạy đi đâu? Anh nghĩ anh chạy được đi đâu? Âu! Đau mày, đau. Cứu tao thằng quỷ. Chết mày nha con. Chết mày okay. Nha con. Nói chung là có chết mày nha con. Quá. Ok, sáng chết mày nha con. Chết mày luôn nè. Ok. Hay quá, coi giết được nó rồi. Đợi cái mày là coi giết nó rồi. Lụm cái gì? Cá về nhà lát nấu ăn mày. Mày lậm đây. Á quỷ thật, tao bị con kia nó. Ủa sao tao thấy nãy giờ tao mày sao quần trong đây hoài hết ta? Mày phải kiếm đường đi ra chứ, bây giờ mày kẹt trong này mà sao mày giờ mày hỏi. Ê, tao? Ra cổng á, ra tao vô cổng hồi nãy á. À đây nè, cái chỗ này đúng rồi, nhưng mà bây giờ phải tìm đường đi ra. À, có phải chui xuống dưới đó không vậy? Tao bắn tao đào quá. Đào thiệt á chứ. Ôi, dưới nước mà cũng nghe được tiếng sấm sét hay thứ gì á. Phải, mày mở nhạc to vậy. Ok, chắc là mình phải chạy xuống. Ok, mình ra lại được khúc này rồi nè. Ok, bây giờ là mình sẽ đi thôi. Ê, chết. Ôi, bắn cá gớt ra thịt cá luôn mới ghê chứ. Ăn thịt cá vô bổ đó mày.
Ok, mày chạy đi đâu? Ủa, nó chạy đâu vậy? Ôi má ơi, nó chạy nhanh quá. Ôi, xung quanh đây nhiều mấy con kinh khủng quá vậy. Ủa, không phải chỗ này, chỗ nào cả. Con này bắn lén quá vậy, trời thiệt tình luôn á. Nó lợi dụng. Ủa, mình nó bắn lén không? Nó bắn mông tao mày ơi. Gì vậy? Nó bắn mông tao. Thì đúng rồi nó. Chạy đi đâu? Thật chạy đi đâu? Anh nghĩ anh chạy rồi, tao thấy rồi nè cu. Qua đây hoặc cơ bê cái tao hỗ trợ đi. Ok. Ủa? Mày đang đứng đấy hả? Tao đang trên đây nè. Ở đâu? Từ ok ok ok, vậy mày bắn đi, mày bắn đi để tao uống nước, uống bắn uống thuốc rồi. Bắn không tới là cái thiệt tình. Đợi xíu để tao uống thuốc, để tao uống cái tới nè. Sữa vô nè. Tới nè, chết ngắt. Ok, thuốc thở với nước, thuốc nhìn trong bóng tối và uống sữa. Ông thọ. Cố lên. Rồi, hay quá, đào. Yes, ta đang đào nè cu. Ủa ta còn đào chậm 3 phút, cái lựu đạn. Cái lựu đạn con kia nó nhanh vãi nồi luôn. Tao uống sữa xong rồi, nhưng mà giờ nó mất luôn rồi, thiệt tình chứ. Nó chết mày nữa rồi hả? Ừ. À, quê, quê. Đập ở đây, đập ở đây, đập ở đây. Trời ơi, tao đập bằng cái gì vậy? Tao chưa kịp đập nó nữa. Nó chạy hả? Mày đi đâu? Đó, trúng rồi. 10 máu thêm, 10 máu rồi chết. Con đi vô nữa kìa. Má hết con này tới con kia. Khoan, tao nhớ là tao với mày phải đi tìm con boss trong này mới được. Nó có một con boss, cái con đó là con quái quỷ nhất á. Mẹ con này, ê, đừng giết tao. Đây nè, nó nè, nó đây nè. Con boss này nè, con giám hộ nè, con mức nết. Mày chết mày giết tao. Mày chết đi, tao bắn ngay mắt mày luôn nè. Tao bắn ngay mắt mày luôn nè. Và mày lại đi phụ tao. Đang tới. Cây bê đi. Đang sau lưng nè ba. Nó nè, con bự nè. Rồi, hay quá, coi giết được nó rồi. Yeah, hai con nhỏ nè, hai con gì đây. Ok, hai không biết bây không? Giờ, không biết là bây giờ còn hay không nữa nè. Ôi, tao hết máu rồi, cu, hỗ trợ hết máu rồi. Đây, tao đang hỗ trợ. Mày hả bưởi. Trời, độc quá vậy. Ây da, mày đập tao, thằng quỷ. Đông quá. Ok. Không biết bây giờ còn bị phù phép nữa hay không nữa nè. Bị là chắc rồi. Mày bắn tao hả? Ui. Ok, giờ mày xử lý nó nha. Để tao quay lại chỗ kia tao uống thử coi còn bị nữa không. Ê mày, nó mình đụng mày không đạp gì nó cắn nữa. Nói chung là mình tiêu diệt được cái con quỷ đó, là công ty con quỷ cá giám hộ đó là được rồi. Quỷ cá giám hộ. Thôi đông quá không chơi nữa, nhây quá. Vậy mày qua đây mày hỗ trợ tao này đi, để tao. Quá. Trời ơi, nó đông quá mày. Ai làm gì mày? Cái con này nó đông như quỷ cái gì vậy? Nó cắn mày hoài luôn á. Ừ. Nó cứ ngồi nó cứ rỉa tao. À, còn đâu nữa vậy? Nó mất nết thật chứ. Ok, bây giờ là tao uống vô nè. Bảo vệ nha cu. Từ con tao đang hút nè, mày uống cho cũng vậy, bắn chết con này đi. Thì mày bắn nó đi. Chết rồi. Ăn miếng rồi. Ở dưới nước là cứ nhìn trong bóng tối nè. Ok. Rồi, uống sữa vô rồi, uống thuốc thở dưới nước trước. Ok, bây giờ mình không cần cái kia nữa, bây giờ là mình sẽ đập khúc này ra thôi. Yes, okay, có vàng nè cu. Tao sẽ hỗ trợ. Có vàng. Cho mình vô đừng cho nó cắn mày. Ok, ta đang đập nè, có vàng, vàng quá trời luôn. Lụm đi, nhanh đi. Ôi, mỏ vàng. Trời ơi, dưới mai vàng quá trời, không chịu lụm xuống dưới đây, lụm trời cho nó. Trời ơi, mai là vàng kia, còn đây là nguyên một cục vàng luôn mà, nguyên cả khối vàng luôn mà. Vàng cứng hả? Ừ, nguyên có khối vàng luôn mà. Phải có vàng dẻo. Ok, cham, mình đứng ngay trong áo rồi. Bịt cá nó khôn dễ sợ, núp ra sau lưng nó bắn, nó cắn nó mới ghê chứ. Chơi dại luôn thiệt tình chứ. Ok, mà chưa chổng rồi hả? À rồi, xong tao bị ăn hành nữa rồi, con nào nó dí tao hoài ta. Mày. Ôi, thiệt tình chứ. Ôi, bắn với nước yếu quá. Thôi, mình lên đây là một sai lầm rồi. Ui, mày. Ok, thuốc nhìn trong bóng tối đâu rồi. Ê, thiệt tình chứ. Không chịu nổi con này luôn mà. Giết được một con cá giám hộ được còn. Hình như là trong một cái này là nó có tới 2-3 con lận. Con cá nó bự không? Thì con cá nãy mày giết đó, màu trắng đó. Để tao hoành vào đây coi, má mày này đông quá mày ơi. Chia ra đi, thấy là hú liền. Ok. Rồi, nó đang hút tao kìa. Ủa này ra lại bên ngoài rồi, không có kính. Nữa, gặp nữa. Ủa, gặp hoài, đi đâu cũng gặp. Wow, mấy con kia đây cắn đau quá mày ơi. Đúng rồi, nó cắn phải đau chứ, nó cắn không đau, cắn chị ba. Đó,
Này, đúng không? Nó bơi là nó hốt ok. Ngạc nhiên chưa? Này. Ê trên này có một đống đồ luôn nè. Ở đâu? Có bọc biển nè, cu. Nhưng mà bây giờ tao đào đâu có được đâu, thiệt tình chứ. Ok, ở trong này an toàn chưa? Rồi. An toàn tao cũng sửa đây. Ờ, mày đào ra nha. Rồi để tao lấy thuốc tao bỏ vô trước chứ không đăng cám. Để tao đi tìm coi thử còn kia không, tao nghĩ là còn. Con kia okay. Nó sẽ ở đâu đó trong xung quanh chỗ này nè, nhưng mà coi không tìm thấy được. Ok, tao ok, tao an toàn rồi nè. Ờ, mày đào đi, mày đào đi. Để tao đi xung quanh đây coi thử coi còn con nào nữa không. Ok, được rồi. Còn một con quỷ giám hộ nữa mà không biết nó ở đâu, thế mới đau chứ. Bọc biển. Ôi, tao mới thấy cái linh hồn của con cá nó mới bay ngang qua tao. Rồi, sao mới bị lại nữa rồi đó. Trời ơi. Vậy? Nó nhanh lắm, nó phải đó là nó nhanh vãi nồi luôn. Không phải nhanh, nó không nhanh mà trong khi trong đây đâu có con nào đâu. Tao đang đi kiếm nó nè, nó đứng ở trong cái khu này mà làm sao mày thấy được. Trời ơi, thiệt tình á, mới lấy được cái 20 mút nè. Mới 2 miếng thôi hả? Á, à, cái con bánh bèo nó mới múc được 2 miếng chị, tao thấy có cái bóng con nào cũng bay lên, tao tưởng nó con cá nó chết, nó hiện hồn. Ôi đồ. Trời, tình chứ làm tao uống hết ly sữa bò. Con ly hả? Còn nào uống nữa không? Biết vậy, nó mới chửi hồi nãy á, nên là bây giờ nó chưa phụ phép nữa đâu, mày uống tới đi. Ok. Cho mày xô nè. Khỏi, mày giữ đi. Bây giờ đang đi xung quanh, đang tìm nó nè. Tao mà biết nó ở đâu là có thề, có giết dòng ba họ nhà nó luôn. Rồi giờ ta còn có hai cái thôi nha. Á à, đừng chờ ta đang đào cái hiện ra cái hồn cá nữa nha. Ờ cái đó vui lắm á. Okay, ủa không lẽ chỗ này chỉ có một cái. Ê kìa. Gì? Tai luôn á. Sao? Tao vừa mới uống dứt ly sữa bò là nguyên con cá hiện trước mặt. Ờ trời. Xin lỗi. Giỡn cái đặc. Đời quá nho. Mà cái con linh hồn của nó ở đâu ra vậy mày? Tao đang đi tìm nó nè, có một con mà bây giờ còn một con ở đâu đó tao không thấy. Ý là ở đây không có con cá nào luôn. Nhưng mà mày hiểu không? Tao ý là nó ở trong cái ngôi đền này thì làm sao mày thấy được? Mà con mất dạy. Tao đang đi tìm nó nè. À, hồi xưa tao nhớ tao đâu ghét cá rồi, thì giờ tao ghét cá dữ vậy ta. Ôi cha, cà phê bơi ra có khu chỗ này luôn. Thở dưới nước tao sắp hết thời gian rồi. Mấy con quỷ cá. Trong đây hả? Ờ. Thật ra nó chỉ có đá đó với lại bọc biển đó. Đây nè, còn một con nữa nè. À, mực nết. Bắn con này là mấy con kia chết luôn phải không? Ừ, nó nè, vô dí nó đi cu. Trời ơi, con bụng bự. Mày thấy nó chưa? Tao đi hướng. Ê, con hết máu rồi, con hết máu rồi, con ăn cái đá, đợi xíu. Mày đứa là... Dí nó xong là coi như là không còn cái gì cản đường được nữa. Là cá đi hết phải không? Ừ. Nhìn nó sửa. Yes. Yeah. Hay quá, bảy con quỷ bắn tao nữa. Mấy con chết hết luôn hả? Không, chỉ là không còn con nào nó giết mày được nữa. Mày còn mày còn thì mày uống giùm tao đi, tao hết rồi. Mày uống tao hết sữa. Mày sữa nè, trước mặt nè. Nói chung bây giờ nó không ám mà được nữa đúng không? Ừ, thử đi. Con ở đây. Đó, bên kia kìa, trước mặt bên kia kìa. Okay. Bây giờ tao chỉ còn có một cái để dành thôi đó. Rồi ok, để dành về chạy tới cái chỗ mà mình cần đào trước đi. Mày coi thử là mày thấy cái chỗ nào hình trụ mày cứ đào qua đi. Yes. Ủa, nó đánh cũng mất máu mà. Thì đúng rồi, nó đánh mất máu chứ không phải nó đánh không mất máu đâu. Không ám được thôi đúng không? Ừ, chứ là không bị ám nữa. Ê, phai. Rồi bây giờ tìm chỗ đào đi. Tao đang đi tìm nè, đợi xíu. Cái chỗ hồi nãy. Ủa, hụt rồi. Thở dưới nước, chết cha sắp hết. Thở dưới nước sắp hết hạn rồi. Ôi, tao uống hết luôn rồi đó. Mày còn à, uống lộn thuốc rồi thì cần chứ. Ok, tốc độ đào chậm còn 1 phút mấy lận. Mày đào xuống đi ba, đào xuống đi. Không thì đào qua bên này thử xem. Đào qua hướng bên này nè, hướng trước mặt nè. Đúng không? Ừ. Ok, mày đào hướng đó cũng được. Kịp nào. Mặc dù nó chỉ còn có 1 phút đúng thôi. Cúp đầu, đào nhanh đi ba. Thuốc hả mày? Chí? Uống thuốc mới đào được chứ. Đâu cần đâu. Hết rồi, còn 1 phút mấy lận. Okay. Bây giờ mình vẫn chưa đào được. Đó, thấy không? Mày đào được rồi đó, mày đào nhanh hơn rồi đó. Thuốc vô ba, rồi bị ám nữa. Ai nói mày không bị ám, thằng mất nết. Ủa bị ám rồi hả? Phải đạn. Ủa sao còn bị ám? Cái lỗ đi sao chui. Ôi chả chui qua được kìa. Khứa ra lừa mình.
Ủa có nhớ là có một hết rồi mà coi. Ủa chỗ này còn rộng gì vậy hả? Trời nó ám mình thiệt tình á. Ai biết đâu. Cá ăn thịt, cá nó ám không vậy? Coi còn đào chậm 30 mấy giây nữa nè, đợi xíu để có đào qua bên này cho. Giết con nó đi, mày không giết nó, hồi mày 30 mấy giây mày thấy có nguyên con cá xuất hiện trước mặt mày nữa. Ừ, lúc đó là nó trở lại về vị trí con ban đầu. Nghỉ chơi, nghỉ chơi cho rồi. Quà. Wow. Ú, hà nghỉ chơi luôn. Ok, đào chậm còn 13 giây nữa nè. Ngó còn bên kia 10, có nào không? 9 nè, 8 nè, 7 nè, 6 nè. Đó, ok. Ok, cố lên. Yes. Rồi, đào được rồi. Đậu phộng nó nữa ra rồi. What the fuck? Không hết chiêu chứ được con này luôn, có bực bội được chứ. Tao có tốc độ nè. Tao mới uống thuốc tốc độ vô. Mày có thuốc tốc độ thôi, mày đâu cần quýnh tao mày. Thằng mất nết. Ấy đào được rồi nè, phải không? Ủa? Có đâu. Sức đào được không? Mất thời gian lắm. Thôi thà khỏi đào sướng hơn. Con nghĩ là chỗ này nó còn rộng lắm chứ không riêng gì chỗ này đâu. Rồi. Hey, thiệt tình. Ok, bây giờ quay về thôi cu, chịu hết nổi rồi. Thiệt cái tình cái lâu đài gì mà ác nhân dữ trời. Trời ơi, nó đánh đau thì có chứ. Nó rỉa máu là chủ yếu thôi. Thì cá phải rỉa thôi chứ cá nó đâu có ăn mày được. Ok, về. Về, có địa điểm về trước đi. Rồi. Ủa? Ok, mình sẽ chia tay với lại cái lâu đài này đây. Ủa cái gì vậy? Lâu đài mất nết. Ủa cái gì vậy? Đâu? Sao mày về cái mai rồi ba? Ai biết. Nhớ cái mai rồi, nhớ tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 mà. À, bây giờ tìm đường đi lên, sao tao đâu có nhớ đường đâu. Mày tao bọc về nhà đi. Ok, thôi chết cho rồi đi. Ôi, thằng mất nết. Ok. Dừng clip đi cu. Đợi xíu về đó. Vậy ok, chưa? Về đường của nhà thân yêu rồi, thì cái chuyến đi này mình với Kia đã thu thập được. Có thu thập được cái giống gì đâu. Hai cái lăng trụ biển. Hai cái miếng múc nước, cá, ê hai cá tuyết sống nè. Ê, hai cái miếng múc nước mày quăng vô cái lò thứ nhất đi, lò thứ hai nè, cho nó nung ra thành cái khô á. Để sau này có cái gì để sử dụng, khối vàng nè, đó. Rồi. Nói chung là cũng lượm được cái khối cá vàng. Cá tuyết sống nè, cái mảnh lăng trụ biển nè, với lại tinh thể lăng trụ biển. Đó, chỉ thu thập được như đó thôi. Và một đống cái chai nước. Còn bị rỉa tài le rách hết quần, rách hết áo luôn rồi. Ôi, cần với bó tài luôn. Mới vừa đó đếm 5 4 3 2 1 nó quất vô phát cho đầy, nó vô đầy lên cây luôn thiệt tình chứ. Không hơn. Nói chung là tập hôm nay là đúng hơn luôn á. Ok, dần lý cô. Với ca sẽ dùng video này tại đây thôi. Thì các bạn đã thấy cái tập này hấp dẫn thì nhớ để lại cho mình với ca một like, một subscribe và nhớ comment ở bên dưới. Hay mà những cái ý tưởng mới các bạn, những cái thử thách mới, những các bạn muốn cho mình và ca làm nhé. Chào mọi người. Bye bye mọi người.